Hôm nay mình sẽ làm thắng xe các bạn. Khi bắt đầu mình phải đội lên, thì các bạn muốn làm thắng xe các bạn phải biết cái chỗ đội. Thì các bạn hãy lên Google, các bạn biết thông thường nó sẽ có một cái sắt cứng ở dưới này nè. Dưới này hoặc là nhờ, trong những cái frame bạn cần phải có cái jack stand như vậy ha, để gắn với khúc này nè các bạn ha. Đó, bên kia cũng vậy. Này của mình là hơi nguy hiểm chút xíu, các bạn phải đợi chính giữa ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ mở bánh xe ra. Thường mở bánh xe ra là sẽ là ốc số 19. Đấy. Thường thì mình sẽ xài cái súng này. Súng này rất là mạnh nha các bạn. 1. Các bạn cắt một con, mở một con. Như mình mở con này, mình cắt con này, mình mở con này. Đấy. Mình cắt con này, mình mở con này. Mình cắt con này, mình mở con này. Cắt con này, mở con này. Đó, như vậy là đúng. Ok các bạn, cuối cùng thì mình cũng mở được cái bánh xe ra. Thì ở chỗ này nè các bạn thấy không, nó bị reset hết luôn. Đó, thì cái là cái xe bên tử băng lạnh á. Thì các bạn mở cái hút ra, mà các bạn dùng cái búa, các bạn dọng vô cái bánh mà nó không ra. Thì mình đang dùng cái cục tạ nè, cỡ khoảng 10 pound nè, các bạn dọng hai bên cái bánh đó, thì nó mới ra được. Mà mình khi mà mình dọng á, mình dọng để mình dọng vô nè đó, thì dọng khoảng chừng hai cái, hai bên, bên phải bên trái cái là nó bung ra. Tại vì bên này bên tiểu băng lạnh á, người ta dùng muối để mà người ta làm tan cái băng á, thì khi mà cái bánh xe này á nó cũng xét luôn đó. Thì hồi nãy mình dùng cái khác mình đục vô đó. Thì đối với cái bánh xe này nè các bạn, thì các bạn cần phải bẻ nó qua bên bên này, cho cái này nó hướng ra, cho cái cụm thắng này là nó hướng ra. Thì bạn bẻ bằng tay cũng được, mà bạn lên trên kia bạn dặn cái vô lăng á thì nó tốt hơn. Ok, mình mở chìa khóa lên. Nếu mà các bạn không mở mà các bạn dặn vô lăng á thì nó sẽ bị lóc máy. Đó, bạn bẻ qua hết bên phải luôn. Ok, that's good. Rồi mình tắt máy thôi. Các bạn thấy không? Thì khi mà cái thắng mà nó nằm bên này rồi á, thì nó sẽ có nhiều chỗ. Thì mình á, thì theo định lý á, thì các bạn chỉ cần mở cái hai con ốc này thôi nè, một con ốc này, và là các bạn có thể lấy được cái thằng này ra rồi. Mở con ốc ở dưới này thôi, xong rồi đẩy ra. Cái chỗ này là cái đồ lít, thì cái này là xả e. Còn cái này là khi cụm thắng mà nó bơm dầu thắng vô đây nè, trong này nó có con heo đó, nó đẩy ra. Thì cái này mình thấy nó là hai lòng piston tông, thì hai lòng piston tông này nó sẽ đẩy ra đó, để mà ép cái má thắng của mình lại, để mà thắng cái bánh xe. Ok, đồ nghề của chúng ta thì cần có một cái ratchet. Cái này nó gọi là ratchet nha các bạn. Một cái extension, cái đồ cho nó dài ra thì nó gọi là extension. Và một con ốc số 14, mình nghĩ vậy. Một cái này nó gọi là socket. Socket số 14. Thì để mình thử vô. Vô đây. Ồ, vừa luôn nè, thấy không? Thì socket số 14 ha. Cái này là bạn, mình sẽ gọi cái này nó là rack pad nè. Cái chỗ này là cái que nè các bạn, thấy không? Đó, cái này là cái que nè. Để mà nó báo coi cái thắng mình nó mòn á. Thì khi mà mòn quá thì nó cạ vô cái đĩa thắng, nó kêu rè rè rè, thì mình biết lúc đó để mình thay. Đó, thì hai cái thằng này là bên phải bên trái rồi đó, tùy thuộc cái hồi mình coi. Hai thằng này là một bên nè. Đó. Và các bạn nên nhớ giữ cái thằng này lúc nào cũng luôn là sạch, không có được dính dầu mỡ lên. Cái đĩa thắng của mình nó cũng vậy luôn. Thì khi mà các bạn kiểm tra đĩa thắng á, các bạn lấy cái ngón tay á, các bạn rề vô đây. Nếu mà nó có cái cạnh cái groove á, ngay khúc này nè, thì nó sẽ làm cho cái khi mà chúng ta thắng á, nó sẽ bị kêu. Ở khúc này cũng rất là quan trọng nè. Đó, thì mình rỡ ở đây mình không thấy có vật cản của tay mình. Đó, thì cái này nó còn ok. Đó. Thường thì các bạn sẽ kẹp khoảng 12 điểm trên cái bánh này để coi nó có bị vinh không ha. Nhưng mà cái này mình chỉ muốn thay cái này thôi, muốn thay cái má thắng thôi. Cái này nó gọi là red pad các bạn. Pad. Khi mà thay cái này các bạn, mình chỉ cần dặn lỏng con cốc, một con ốc ở dưới thôi.
mình chỉ cần tháo con ốc ở dưới này thôi nè. Con ốc này mình khỏi cần tháo ha. Mình tháo một con thôi, tại vì thằng này nó sẽ đi ra đi vô slide, nó sẽ trượt các bạn, thì mình chỉ cần tháo một con ốc này thôi. Rồi bắt đầu mình kéo nguyên cụm thắng này ra luôn, mình kéo nguyên cụm thắng này ra luôn nè các bạn. Đó, tại vì cái này nè các bạn, nó rời khỏi, rời ra cái này nè. Đó các bạn, vậy thôi ha. Mình chỉ cần tháo một con ốc phía dưới, mình lôi hết nguyên cục này ra luôn. Vì người Việt Nam mình yếu các bạn nên có một cái ống dài hơn, mình để vô như vậy ha, để mình mở ra. Thì khi mà các bạn mở, các bạn sẽ xài hai tay, một tay là các bạn nắm ở đây, một tay là các bạn dính ở khúc này, để mà các bạn đè vô, cái lực của mình phải đè vô con ốc. Đừng có bao giờ mà mở khi mà cái cây của mình nó nằm ở ngoài đây nè các bạn. Khi mà nó nằm ở ngoài đây như vậy nè. Đó. Khi mà con ốc của mình nó như vậy nè, bạn có mở là nó bị tè đầu ốc liền, các bạn phải để sát nó vô con ốc như vậy. Đó. Thì mở ra được ha. Rồi, khi mà mình tháo ra được ở gì vậy? Đó. Mình dặn con ốc này thôi. Mình tháo nó ra. Đó. Con này nó bị sét hết rồi nè ha. Ở tiểu băng lạnh á. Các bạn, khi mà các bạn tháo một con ốc ở dưới rồi á, các bạn phải để nó qua một bên lại, một bên liền. Thôi mà các bạn thấy không? Các bạn mở cái cục này lên. Đó, là bạn dỡ lên được rồi nè ha. Dỡ lấy được cái con ốc rồi đó. Thấy không? Chỉ cần một cái, các bạn nhớ cẩn thận những cái này nè, thấy không? Những cái rubber này nè. Giờ nó chai hết rồi. Đó, mình phải làm sao cho nó relax, nó thoải mái ra. Đó, mình kéo nó lên, kéo ra kéo vô. Đó, mình kéo nó, mình dở nó lên. Thì các bạn thấy cái này nó cũng xét rồi nè, thấy không? Thằng này đẩy ra quá thì bắt buộc mình phải ép cái con heo này vô. Đó, mình ép nó vô để tí hồi mình hướng dẫn các bạn ép. Các bạn có biết cái cục dây rằng không? Đó, các bạn móc ở đây, móc cái này cho mình để cho mình có thế để mình ép các bạn, thấy không? Ở đây nó có hai cái lỗ nè, để mình kẹt lại rồi mình coi cái này của mình, thắng của mình nó có lỗ không, thì đây cũng có cái lỗ này không, để mà thang này để giữ cái pad của mình nó bung ra, các bạn thấy không? Đó, khi mình thắng vô thì nó bung ra vậy. Đó, thì thằng này đẩy vô ép hai cái pad của mình lại để mà thắng cái bánh xe. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ép cái này ha. Ok, để mà ép cái má thắng á, các bạn cần phải thắng á, các bạn cần phải có một cái này dụng cụ của mình. Hai là các bạn dùng cái lem á, cái đồ mà hơi chết là các bạn kẹp khúc này nè, các bạn kẹp khúc này. Ví dụ đây chúng ta có hai cái này, thì khi mà các bạn bóp cái thằng này thì thằng này nó sẽ nhô ra. Các bạn bóp thằng này nó sẽ nhô ra. Thì bắt buộc các bạn còn phải đè nó vô một, ép vô như vậy, đè luôn hai thằng để mà mình ép vô thì nó mới sát được nha các bạn. Ok các bạn, sau khi mình ép được nó cũng tạm tạm nó vô vậy nè các bạn, không mình phải ép nó vô trong cho nó đừng có lòi ra. Cũng may mình có hai bộ á, nhưng mà mình xài luôn hai bộ luôn. Đó, thì nó như vậy. Thì các bạn nhớ là khi mà cái khó của thằng này á, khi mà các bạn đẩy một bên này thì thằng bên này nó lòi ra, bởi vậy các bạn cần phải có một cái miếng mà nó đủ dài á, để nó che hết hai cái lọng cylinder này nè. Thì khi mà các bạn ép vô á thì nó mới đi vô hết được. Ok, con đoạn ép của mình là xong rồi đó nha. Ok các bạn, việc tiếp theo các bạn nhớ trong này của mình á, nó có một cái pin, nó có pin slide ra lại vô nè. Ở trên này nó cũng có một cái pin nè, tí hồi mình cũng cần đó, chỗ này nó cũng có một cái pin, rồi tí hồi mình á cầm á mình rút nó ra rồi mình bôi một cái, nó gọi là cái chất này. Đó, brake pot nữa các bạn, không thì cái thằng này á có nhiều loại, nó gọi là ceramic này nè, thì nó tốt cho rubber hơn, nó chốt cho miếng cao su này hơn. Còn cái loại này á anti si nữa các bạn, không thì nó dành cho những cái loại như là sắt nè, khi mà các bạn gắn bánh xe vô các bạn có thể bôi một chút xíu chỗ này. Đó, còn một cái chút xíu cái chỗ mà nó cái chỗ này, nói chung là cái chỗ này nè các bạn, đó mình sẽ bôi này, chỗ này mà tụi nó ra vô nè các bạn, thấy không? Đó, thì cần phải chét vô đây những cái điểm này, những cái chân đó. Rồi còn đối với lại cái pin này nè các bạn, thấy không? Đó, thì mình sẽ chét cái loại này dành cho rubber. Ok,
À, các bạn, cái này là miếng cũ nè, này miếng mới nè. Thì cái miếng cũ mình nghĩ nó cũng chạy còn ok lắm, còn cái miếng này là miếng mới nè. Đó, khi mà làm xong bạn thì cái thằng này nè bạn, nó nằm ở trên này nè, các bạn nhớ chùi cho sạch nha. Thì khúc này nè là cái phép mà nó đi ra đi vô. Thì mình thấy cái thằng này là mình thấy nó không có kiểu như là nó không có giống như hàng original, thì mình sẽ quyết định mình giữ cái này lại ha. Thì đây là cái pin đó các bạn thấy không đó, tí hồi mình sẽ check lên cái pin này một chút xíu đó. Các bạn thấy cái pin này bây giờ nó khô rồi nè, thấy không, khô mỏ bò hết rồi, thì mình check nó vô chút xíu ha. Đó, các bạn biết sao mình móc không? Tại vì cái khúc này là mình không có muốn cái thằng này, bạn không có được dùng cái thằng này để mà chịu nguyên cái lực để mà giữ cái thằng này. Cái thằng này nó có một cái chức năng khác, bây giờ mình phần phải có support nó nha các bạn. Ok, ok các bạn, sau khi mà mình muốn bỏ cái thằng này mới vô á, thì mình có thể mình voi một chút xíu một cái grease ở trên đây nè, ngay khúc này nè các bạn thấy không nè. Voi nhẹ thôi đó, voi như vậy thôi, một xíu thôi, ở chỗ mấy khúc này nè các bạn thấy không đó. Chấm chấm thôi đó. Chấm nó vô chút xíu thôi đó. Bên này các bạn cũng chấm nó vô một chút xíu nè đó. Ở trên cũng vậy luôn, chấm một chút xíu vô khúc này. À, sau khi mà mình làm xong các bạn thì mình bắt đầu, tại vì cái này người khách người ta mua trước cho mình thay, nhưng mà sau khi mình làm xong các bạn soi thấy không, cái cũ á, nó bự hơn cái mới nhiều, nên cuối cùng á, nó không có tương khích đó, thì nó không có vừa, thì họ nó mua sai rồi đó. Thì đây là một cái kinh nghiệm thì đối với bạn nào á. À, thì khi mà mình mua gì á, mình cầm cái đồ original ra, cái này là hàng original nè, đó mình ra thì thằng này nó không còn tương thích nữa nè. À, bạn thấy nó có vừa, nó có vừa, mình lỡ mở cái bánh ra mất tiêu rồi. Rồi đành làm lại dịp sau để mà quay phim cho các bạn ha, thì giờ mình gắn lại thôi mà các bạn. Như mình bôi cái này lên ha, mình bôi nó lên một chút xíu như vậy. Rồi các bạn bỏ vô ha. Ok, các bạn nhét vô lại nè, nhét vô lại. Ok, trên này có hai lỗ lần rồi, thì mình lỡ gỡ ra rồi mình nhét vô lại thôi. Nó như vậy nè bạn ha. Các bạn nhớ là gently thôi ha, đừng có làm gì nặng quá, rách cái này nó cũng phiền đó. Nhìn là xong rồi. Ok, ok các bạn, bây giờ mình gắn lại rồi. À, thì hồi nãy mình mở ra một con ốc thôi đúng không, thì mình gắn lại nó một con ốc thôi. Mà trước khi mình nẻ, mình nên bỏ một chút cái chất này vô nè, để cho nó đỡ reset đó, chấm một xíu trên con ốc này thôi. À, mình dặn vô để lần sau mình mở ra cho nó dễ. Nhưng mà đối với những cái thắng này nè các bạn, thì các bạn nhớ là phải siết chặt cho mình ha, siết càng chặt càng tốt. Đó, vậy thôi. Ok các bạn, khi mà các bạn đã gắn vô như vậy á, thì nếu mà các bạn gắn bánh xe vô thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì các bạn đạp thắng không có ăn đâu. Tại vì bây giờ mình đang ép vô nó về hết bên trong rồi, mình phải, khi mà các bạn lên xe, các bạn còn phải nhồi cái thắng 3-4 lần thì để cho cái này nè nó đẩy ra hết, nó đẩy ra chạm vô cái brake pad để mà nó thắng liền cái xe. Chứ nếu mà không á, các bạn không đạp thì các bạn lên, các bạn làm này làm kia, bạn bên rồi khi mà các bạn đề máy lên á, tự nhiên á, các bạn nổ máy cho chạy, mà khi mà các bạn đạp á thì các bạn sẽ cảm nhận là mình sẽ bị mất thắng liền. Tại vì nó cần một cái thời gian để mà nó đẩy hai cái lòng bít tông này nó đi ra để mà nó chạm vô. Thì khi mà các bạn đã làm xong rồi gì, thì các bạn còn phải lên xe, các bạn đạp thắng cho mình, đạp 2-3-4 cái gì đó, 3-4-5-6 gì đó,
Rồi nhớ là mình tháo ra cái gì mình gắn như vậy thôi. Thì bây giờ mình gỡ cái này ra để mình quên. Ok. Ok, giờ bạn trả xe về thì bạn cũng phải đề máy lên. Không cần phải đề lên, chỉ cần để cho máy nó mở thôi. Không cần phải đề máy lên. Thì bây giờ mình dặn cổ lái. Đấy. Nhìn thấy cái bánh xe này nó bằng rồi nè, thấy không? Đó. Nó bằng rồi thì sao? Thì bây giờ mình bắt đầu đạp vô cái thắng. Đạp vô cái thắng mình mấy cái để cho cái thắng của mình nó đi ra. 1 2 3 4 5 That's it. Rồi sau đó các bạn nhớ dùng cái cây tính lực này nè để mà siết cái bánh xe lại. Còn bạn nào không có thì siết càng chặt càng tốt cái bánh xe của mình ha. Thì mình siết khoảng 88 foot pound ha. Mình siết các bạn, khi mà các bạn nghe một tiếng click á là các bạn biết là các bạn siết chặt. Hồi nãy mình siết con này ở đây rồi thì các bạn có thể siết ở đây, hoặc là các bạn siết con này ở dưới này cũng được. Thì bây giờ mình chọn siết con này. Khi mà các bạn nghe tiếng click á là các bạn biết các bạn siết đúng lực. Đó. Ok. Rồi các bạn làm vậy cho 5 con ốc luôn. Như mình siết ở đây rồi, con này mình siết rồi. Thì hãy mình siết ở đây.